Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay chúng tôi có phản ánh ý kiến công dân Lê Đình Quang, thường trú ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, hỏi về thủ tục hưởng trợ cấp đối với người khuyết tật và phản ánh ý kiến công dân về một số người dân dựng lều lán đổ chất thải tại khu vực nút giao ngã tư Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Văn Linh giáp bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bây giờ nội dung chi tiết mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Lê Đình Uông, thường trú ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, hỏi về thủ tục hưởng trợ cấp người khuyết tật đối với con gái ông là bà Lê Thị Xuyến, sinh năm 1969. Từ khi sinh ra, con của ông đã không được như người bình thường, trí tuệ kém phát triển và có biểu hiện tâm thần. Gia đình đã phải đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần. Năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Tứ Dân có thành lập hội đồng thẩm định để xét duyệt hồ sơ các đối tượng khuyết tật trên địa bàn. Và trong đó có con gái ông là bà Lê Thị Xuyến được xác định là sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ người tàn tật của nhà nước. Thế nhưng đến nay, gia đình được biết là có hai đối tượng đã được hưởng chế độ, còn bà Xuyến không được. Theo dấu đơn thư của công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương là ông Nguyễn Ngọc Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Dân và Văn Khắc Đoàn, công chức lao động, thương binh và xã hội xã Tứ Dân. Được biết, năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Tứ Dân có thành lập hội đồng xét duyệt đối tượng người khuyết tật và có rà soát 43 trường hợp. Trong quá trình rà soát, địa phương đã thiết lập hồ sơ của bà Lê Thị Xuyến và gửi lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để đề nghị trợ cấp người tàn tật đối với bà Xuyến. Tuy nhiên, hồ sơ hiện bị trả lại vì lý do sau. Năm 2021, xã có tổ chức mời Phòng Thương binh Xã hội huyện về cùng với đại hội đồng duyệt khuyết tật của xã. Thì là duyệt là 43 đối tượng. Trong khi đó thì là có chị Lê Thị Xuyến, người ở phương chủ, thấy hồ sơ là tâm thần kinh. Khi xét duyệt xong thì sau đó sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi vào Phòng Thương binh. Vì là tâm thần kinh, khi kiểm tra Phòng Thương binh yêu cầu gia đình phải đi nằm viện điều trị hoặc là sao bệnh án có một lần nữa. Tôi đã nhận hồ sơ ở trong Phòng Thương binh về thì và đã được gặp gia đình, gặp là anh trai chỗ đối tượng Lê Thị Xuyến này. Thì trao đổi rõ là phải đưa cô ấy đi đến bệnh viện nằm điều trị, xong là xin cái bệnh án của cái điều trị lần này về thì là hồ sơ chúng tôi là kẹp ở đấy không phải duyệt lại. Từ đó thì gia đình không biết đã đưa đi hay là chưa đi đấy, nhưng mà không thấy đưa bệnh án tiếp đấy, cho nên hồ sơ là chưa gửi lại Phòng Thương binh tiếp tục để ra quyết định. Như vậy, theo cán bộ địa phương thông báo, thì hiện hồ sơ của bà Lê Thị Xuyến vẫn còn thiếu. Gia đình cần bổ sung gửi lại công chức lao động, thương binh và xã hội xã để hoàn thiện hồ sơ, gửi cấp trên, đề nghị làm thủ tục hưởng trợ cấp người tàn tật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được một số ý kiến công dân phản ánh về việc một số người dân dựng lều lán đổ chất thải tại khu vực nút giao ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Văn Linh giáp bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có đi tìm hiểu sự việc và được biết. Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3053 về việc thu hồi đất tại phường An Tảo, giao cho Ban Giải phóng mặt bằng các công trình giao thông tỉnh để nâng cấp mở rộng quốc lộ 39A. Theo đó, diện tích thu hồi để thực hiện dự án có các thửa số 19, 21, 28, tờ bản đồ số 57, đo đạc năm 1997 của phường An Tảo thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm. Sau khi có phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Sâm đã không nhất trí với việc thu hồi đất cũng như bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Ngày 4 tháng 1 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 21 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Vũ Trường Sâm và việc cưỡng chế đã thực hiện xong vào ngày 26 tháng 3 năm 2007. Được biết, gia đình ông Sâm đã khởi kiện các quyết định cưỡng chế đến Tòa án nhân dân thị xã Hưng Yên vào năm 2007.
Tòa án Nhân dân thị xã đã xét xử và tuyên xử bác đơn khởi kiện, giữ nguyên hiệu lực của các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, và Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng bác yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên hiệu lực của bản án sơ thẩm. Năm 2009, Tòa Hành chính, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành văn bản trả lời với nội dung không có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh. Tháng 12 năm 2019, ông Sâm và các con đã có hành vi tập kết gạch, lập rào chắn băng rôn khẩu hiệu tại thửa đất đã được nhà nước thu hồi nêu trên. Tiếp tục, ngày 11 tháng 3 năm 2022, hộ gia đình ông Sâm tháo dỡ phần gạch của lán cũ đã xây dựng từ trước, chuyển sang xây dựng lán nhà ở. Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tảo đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Trường Sâm và các con về hành vi đưa vật liệu xây dựng và các vật khác lên thửa đất của người khác. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, ông Sâm và các con đã khiếu nại đối với các quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tảo và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tảo giải quyết khiếu nại lần đầu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại lần hai. Theo đó, bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Sâm và các con. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tảo đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Sâm và các con. Trong thời gian chưa thực hiện cưỡng chế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và diễn ra đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo đã nhiều lần tuyên truyền vận động gia đình ông Sâm tự nguyện chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng gia đình ông không chấp hành mà còn tiếp tục có hành vi vi phạm mới. Ngày 2 tháng 1 năm 2022, ngày 9 tháng 1 năm 2022, hộ gia đình ông Sâm tiếp tục có hành vi dựng tường, lều lán, chống đối, không tháo dỡ công trình vi phạm. Con gái ông Sâm dùng loa để gây mất trật tự công cộng. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính 3 hành vi vi phạm đối với hộ gia đình ông Sâm, đó là dựng hàng rào, lán tạm trái phép, đổ chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ và chiếm dụng đất của đường bộ để xây dựng nhà ở bằng chất liệu tường xây gạch, mái lập tôn. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vũ Trường Sâm, ông Vũ Tiến Nam và bà Vũ Hồng Lệ, xử phạt 3 hành vi vi phạm hành chính với tổng số tiền là 25 triệu đồng một người và buộc các cá nhân vi phạm phải thu gọn chất phế thải, tháo dỡ tường rào các loại, công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày và thời gian phải nộp tiền phạt là 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên, các cá nhân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Được biết, khi phát hiện các hành vi vi phạm trên, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu gia đình ông dừng các hoạt động vi phạm, nhưng gia đình vẫn cố tình không chấp hành. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như cảnh quan thành phố, đề nghị các cấp, các ngành cần xử lý dứt điểm việc vi phạm trên. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn.